Chắc là các bạn cũng biết là bà Hằng lại livestream nằm mơ thấy Thủy Tiên được tận 320 tỷ đồng tiền từ thiện quyên góp, còn Trấn Thành thì là 120 tỷ. Trước đó thì bà cũng bóc phốt nằm mơ thấy Hoài Linh 14 tỷ. Bà có 1,9 kg giấy sao kê tài khoản tiền từ thiện 96 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng. Các nghệ sĩ bị bà Hằng bóc phốt cũng livestream lại để minh oan, cho rằng bà Hằng không có chứng cứ gì cả, vu khống, bịa chuyện cho họ. Vậy thì tại sao những ai cho rằng mình bị vu khống không kiện bà Hằng lên cơ quan chức năng để giải quyết, để bà Hằng phải chịu trách nhiệm trước hình sự, nặng nhất là phải ngồi tù? Các bạn nên nhớ là người ta có câu thương trường như chiến trường. Bà Hằng suốt bao nhiêu năm thương trường còn sống sót đến bây giờ thì không dễ gì bà phải vào tù vì đi bóc phốt chuyện thiên hạ. Làm gì có ai giàu mà lại ngu đâu. Ít nhất ý, đứng sau bà đã có một đội ngũ pháp lý để bà yên tâm livestream bóc phốt. Thông tin sao kê tài khoản ngân hàng bà Hằng có được là không hợp pháp rồi, bởi vì nó là thông tin cá nhân được bảo mật. Nhưng mà bà Hằng đã khôn khéo, chỉ nói vu vơ là đã nằm mơ thấy. Bà bảo là có 1,9 kg giấy sao kê, nhưng mà chỉ nói mồm, không đưa ra thì không ai biết thực hư thế nào. Không thể kết tội của bà. Thực chất đó chỉ là cách khôn ngoan để cho Đàm Vĩnh Hưng phải sợ. Để trả lời cho câu hỏi tại sao không ai kiện bà Hằng, chúng ta phải hiểu quy định chung của luật hình sự về tội vu khống cơ bản hiểu như sau. Người phạm tội vu khống sẽ có hành vi đưa ra những thông tin không đúng sự thật và có nội dung xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác, như là đưa ra thông tin người khác có hành vi thiếu đạo đức, có hành vi vi phạm pháp luật mặc dù người đó không có hành vi này. Chúng ta sẽ đối chiếu quy định trên với hành vi của bà Hằng. Thứ nhất, nếu thông tin của bà Hằng là không đúng sự thật, bà livestream đưa ra thông tin Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ lớn khác ăn chặn tiền từ thiện, lợi dụng lòng tốt của mọi người rồi âm thầm đút túi hàng chục, hàng trăm tỷ đồng tiền từ thiện là hành vi vô cùng thiếu đạo đức. Chúng ta đều thấy thông tin của bà Hằng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong nhân dân. Các nghệ sĩ bị bà Hằng trực tiếp xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Họ bị tẩy chay, bị nhiều người xúc phạm, chửi bới, làm mất uy tín của họ trước công chúng. Rõ ràng, với hành vi như vậy thì các nghệ sĩ hoàn toàn có thể tố giác bà Hằng hành vi vu khống. Nhưng mà kỳ lạ thay, tại sao suốt bao nhiêu tháng qua không ai đi tố cáo bà, để bà ngang nhiên bóc phốt hết người này đến người kia? Các bạn hãy nhìn kỹ lại quy định của điều luật. Đưa ra thông tin không đúng sự thật thì mới phải chịu tội. Vậy thì quá rõ ràng rồi, nếu các nghệ sĩ muốn đi tố giác bà Hằng, cho bà tù mọt gông thì phải cung cấp các thông tin, chứng cứ như sao kê, hóa đơn lên cơ quan công an về việc từ thiện trước đây để họ xác minh. Nếu chứng cứ đó chứng minh được bà Hằng đưa ra điều bịa đặt, xúc phạm thì chắc chắn bà Hằng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn nếu không may chứng cứ đó lại đúng như lời bà Hằng nói thì thực sự là toang rồi. Nhưng không ai làm như vậy cả. Vì sao thì các bạn có lẽ là cũng đã tự hiểu rồi. Làm gì có ai lại tự dưng mang chứng cứ tố cáo việc của mình làm lên cơ quan công an? Vậy thì chẳng có nhẽ bà Hằng bất tử không ai trị được hay sao? Hoàn toàn không phải như vậy. Trước pháp luật ai cũng bình đẳng, không có ngoại lệ. Ngày 16 tháng 4, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thanh tra sở này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó ngày 4 tháng 3, tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hằng là chủ thể cung cấp thông tin trong clip bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân phát hiện ra ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm trên tài khoản YouTube Hoa Lệ Sài Gòn. Theo nội dung clip thì bà Hằng cho rằng ông Võ Hoàng Yên hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che. Thông tin này được xác định là sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hành vi của bà Hằng vi phạm khoản D, điểm 1, điều 5, Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Vâng thưa các bạn, bà Hằng đưa thông tin về Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã được cơ quan thanh tra và xác nhận đó là sai sự thật. Và sai thì phải chịu trách nhiệm, bà Hằng đã bị xử phạt. Còn chúng ta vẫn đang đợi các nghệ sĩ bị bóc phốt mời công an xử lý bà Hằng đến nơi đến chốn. Nhưng có người bảo đợi hết dịch thì mới sao kê nhé. Chuyện chưa biết ai đúng ai sai, nhưng việc dùng danh nghĩa cá nhân được sự tín nhiệm và sức ảnh hưởng của mình để huy động quyên góp tiền từ thiện thì phải dùng đúng mục đích là từ thiện. Bởi tiền quyên góp để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn theo lời kêu gọi của cá nhân đó, chứ không phải là tiền quyên góp rồi lại đi đút túi cá nhân, mua biệt thự hay là mua đất đai cho riêng mình. Cho nên nếu cá nhân đó lấy tiền từ thiện do người khác quyên góp để bỏ túi của riêng mình thì đó là hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Video đến đây là kết thúc rồi, đừng quên giúp mình nhấn nút đăng ký kênh, like và share video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.